Xét cái phản ứng C cộng với oxy thành CO này, có Kp như này. Tính áp suất liên phần chất khí. À, những cái bài tập ở trang này thì nó đều có đáp số rồi, thì các bạn thể tham khảo. Thì C rắn này cộng với oxy thành 2CO. Thì với câu hỏi này thì mình sẽ giải hệ phương trình nhé. Mình đặt đây là x, đây là y. Như vậy lúc này mình sẽ ra được một cái hệ phương trình, đó là x cộng y sẽ bằng bằng cái số 1 này này. Đây. Bằng áp suất tổng. Và liên hệ giữa Kp thì các bạn có y bình trên cho x thì bằng 10. Đây này. Đây sẽ là đó. Và từ đó thì các bạn sẽ ra cho mình x. X sẽ bằng 1 trừ y đúng không ạ? Và các bạn thay xuống phương trình phía dưới là y bình trên cho 1 trừ y thì bằng 10. Và rõ ràng các bạn tính được y sẽ có hai giá trị. Và các bạn chọn cái giá trị mà dương nhé. Giải phương trình 1 y bình này trừ y nhân với 10 sẽ chuyển về, như vậy là có 10. 1 nhân 10 sau chuyển về sẽ là trừ 10 đúng không ạ? 0,916. Và giá trị kia là bằng âm 10,916. Thì cái giá trị bên dưới các bạn loại đi, cái này thỏa mãn đúng không ạ? Chính là tương ứng với giá trị 0,92 này đúng không ạ? Và sau đó tính cái P của CO2. Sao đáp án lại CO2? Lạ ghê. Đây, oxy các bạn nhé. Thì các bạn lấy 1 trừ đi 0,92 chính là giá trị này. Được chưa? Là đơn giản nhé. Câu 14 có Kp này, hãy tính Kc. Các bạn có gì ạ? Kc bằng Kp nhân với Lt tất cả ngũ trừ delta n. Như vậy ta sẽ có bằng 1,44 nhân với 10 ngũ trừ 5 đúng không ạ? Nhân với L là 0,082. T 500 độ C cộng với 273 là 773 đúng không ạ? Và ngũ trừ delta n như trừ đi. Delta n sẽ bằng lấy tổng hệ số phía phải trừ phía trái. Có nghĩa là bên trong sẽ giá trị là 3 trừ đi à xin lỗi là 2 đúng không ạ? Trừ đi 3 và trừ đi 1. Hay chính là cái chỗ này sẽ bằng ngũ bao nhiêu ạ? 2 trừ 3 trừ 1 thì chính bằng trừ 2 trừ trừ chính là bằng 2 đúng không ạ? Cả cái phần này này chính là liên quan đến 2. Các bạn tính vào 1,44 nhân với 10 ngũ trừ 1, 10 ngũ trừ 5 đúng không ạ? Sau đó các bạn nhân với lại mở ngoặc 0,082 nhân với lại 773 và mũ trừ của mở ngoặc 2 trừ 3 trừ 1 đúng không ạ? Đúng không? Là 0,058 các bạn nhé. Sắp xỉ. Dạ đây này. Rồi. Còn thì đây chính là 58 đây này đúng không ạ? Đây. Thì cái số 8 này làm tròn lên thì thành số 9. Đúng không ạ? Nghĩa là 5 này đây thì là số 9. Thì chính là đáp án này ở đây rồi. Kp tại 400 thì các bạn nhớ biệt thức là logarit của Kp 2 trên cho Kp 1 bằng trừ delta H trên R 1 phần T2 trừ 1 phần T1. Và từ đó thì các bạn suy ra được kìa logarit của gì ạ? 1,44 nhân với 10 ngũ trừ 5 chia cho Kp ở nhiệt độ 400 bằng trừ delta H trên R, nghĩa trừ của trừ 104,9. Các bạn nhớ phải nhân với 10 ngũ 3 nhé. Chia R là 8,314 thì tương ứng với đơn vị là Joule chỗ này này. 1 phần T2 trừ 1 phần T1 500 cộng, tại vì mình đang gói cái giá trị này chính là T2 đúng không ạ? Như vậy đây là 500 cộng với 273 và trừ đi 1 phần 400 cộng 273. Và các bạn tính giúp mình xem nào, nó có ra đúng giá trị này không nhé. Thì các bạn chỉ nhân này thôi đúng không ạ? Tất cả với nhau, sau đó các bạn em mũ cái số đó thì chính là cả biểu thức này đúng không ạ? Và tính cái này bằng cách các bạn lấy số này và chia cho cái em mũ đấy. Xong. Đấy mình gợi ý cho các bạn thì đáp số thì có đây rồi. Câu số 15.
Ồ, câu này lại quen quen như câu này trước đúng không nhỉ? Đây. Có delta g đây rồi. Và tính KP. Ở delta g cái câu này người ta trước này cho âm 32,9. Mà trong khi đó đến delta g này thì lại là 32,9. Nó hơi khác nhau một chút đúng không? Thôi mình cứ coi như là nó cho giá trị này đi nhá. Giá trị từ trước mình tính được bằng con số đây này. Đấy, đây đúng không? 10 ngũ 5 phải bao nhiêu đấy? Vậy có lẽ là phải âm 32,9 mới ra được con số này. Thôi, mình tính thử của giá trị này nhá và sau đó mình sẽ đoán lại cái đề này nó có ổn hay không nhá. Chúng ta có toàn nhớ là chúng ta rất đơn giản thì các bạn có delta g 0 bằng trừ RT log ln P của KP đúng không? Nếu mà delta g mà lớn hơn 0 nhá, delta g mà lớn hơn 0 thì chắc chắn cái KP này phải nhỏ hơn. Đấy, các bạn lưu ý này. Nếu delta g mà 0 mà lớn hơn 0 thì suy ra cái KP phải nhỏ hơn so với 1 các bạn nhá. Khi KP nhỏ hơn với 1 thì cái phần này mới là âm, nhân với âm này thì nó mới thành cái dương rồi. Còn delta g 0 mà nhỏ hơn 0 thì chúng ta mới suy ra KP về lớn hơn 1. Đáp án chúng ta mong muốn là KP nó lớn hơn 1 này đúng không? Do vậy thì giá trị này có lẽ mình nghĩ đây là viết sai. Phải là âm và các bạn sửa lại giúp mình nhá. Thì chúng ta mới tính xem có ra giá trị này không, được chưa? Thay số vào. Âm 32,9 này nhân với 10 mũ 3 bằng trừ 8,314 nhân với lại 25 chính là nhân 298 và nhân log ln của KP. Và từ đó các bạn tính KP sẽ bằng bao nhiêu nhé. Âm 32,9 đúng không? Nhân với 1000 chia cho âm 8,314 và chia cho tiếp 298. Thì các bạn đây con số này. Đấy. Và chúng ta E mũ A này bằng 58486,1. Và nó cũng không thể ra được giá trị phía trên này, 10 mũ 5 này. À, xin lỗi, đây là số 1 này. 0,1389 đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ bằng gì ạ? 5,8486 nhân với 10 mũ 5. Số sau mình thôi quá nhé. Ở đây người ta đã làm tròn mấy bước lên đến đây đúng không? Nghĩa là bình thường chỉ là làm tròn một số thôi. Như số 8 làm tròn lên chỗ này thì thành số 5 được ở đây đúng không ạ? Nhưng số 5 này không được làm tròn liên tiếp các bạn nhé. Như không làm tròn hai bước liên tiếp ấy. Nhưng mà thôi chúng ta tạm thời chấp nhận cái giá trị ở phía dưới này thì sẽ tốt hơn so với giá trị ở phần phía trên này. Và các bạn cũng lưu ý nhé, giúp mình đó là cái giá trị delta g ở đây phải là một số âm thì chúng ta mới thu được một cái KP dương. Và nếu mình ấn lốc về giá trị này đúng không? Thì chính là 5,767 chính là cái bài tập ở phía trước mà chúng ta đã làm ở câu này này. Chưa? Đó. Cái đề này mình nhận được của các bạn và cũng chưa kiểu làm trước ấy. Mà mình cứ quay video thôi, đúng không? Coi như trải nghiệm thực tế đi. Nên trong lúc mà thực hiện nó sẽ có khá nhiều sai sót đấy. Thì các bạn thông cảm. Tất nhiên thì mình cũng mong muốn có cái video chất lượng hơn. Lúc cân bằng nếu đồng độ như này. Hằng số cân bằng. Có lẽ đây chính là KC đi. KC. Và các bạn nhớ là cái KC thì bằng gì ạ? Bằng nồng độ của CO2 đúng không ạ? Nồng độ của CO2 và chia nồng độ của CO thôi. Đúng không? Và bằng 0,5. Bây giờ ta sẽ có nhé. CO mình viết thằng này thôi. CO2 đây. Đúng không? Cần thì viết thằng Fe vào không thì thôi. Ban đầu ở đây là 0,05, đây là 0,01. Các bạn thấy nhá, cái K này, nếu mà chúng ta tính cái K này ra, K phải này này, thì
thì bằng 0,01 đúng không ạ, chia cho 0,05 thì bằng 0,2 đó. Và các bạn thấy rằng nó như vậy phải có xu hướng làm tăng cái giá trị KC lên đúng không ạ, vì nó bắt đầu chỉ có 0,02 vậy làm tăng lên này đúng không ạ. Mà muốn tăng thì có nghĩa là phải tăng tử số và giảm mẫu số đúng không ạ, có nghĩa là phải theo chiều gì ạ, tăng tử số nghĩa là tăng cái thần CO2 lên, như vậy là phải theo chiều thuận, có nghĩa là đây chúng ta sẽ phản ứng x, đây sẽ tạo ra x, đây là 0,05 trừ x, đây là 0,01 cộng với x, và các bạn nhớ là cái x phải lớn hơn 0 và tất nhiên là x phải nhỏ hơn 0,05 thì nó không thể phản ứng hết được đúng không ạ. Và từ đó thì các bạn sẽ suy ra được 0,01 cộng x chia cho 0,05 trừ x thì bằng 0,5. Và các bạn giải ra x sẽ bằng, bấm x nhé, à, mình nhân vào đây xong chuyển về, như vậy là 1x và 0,5 nhân 1,5x đúng không ạ, này nhân với này và trừ 0,1, như vậy 0,5 nhân với 0,05 trừ đi 0,01 bằng, và chia cho 1,5, như x bằng 0,01. Như vậy với thằng CO sẽ là lấy giá trị này đúng không ạ. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng CO lấy 0,05 trừ đi 0,01 thì chính là ra giá trị đây rồi. Và CO2 thì lấy cái giá trị này cộng ở đây đúng không? Như vậy là giá trị này. Ok. Nếu tiếp tục nhé, còn nhiều câu hỏi lắm các bạn. À, cái bài này, à, bài này vừa hoàn rồi. Mình xem được một câu nào. À đây, còn đây nữa, còn mấy câu này nữa. Có KC hệ trạng thái cân bằng không, đúng không? Thì giờ chúng ta sẽ tính cái giá trị này K lại nhé, xem như thế nào nhé. Ta gọi là giá trị K phải NO2 bình phương, như vậy đây là 3,25 bình phương chia NO chính là 2,25, và nhân với lại, à đây cũng bình phương, oxy là 1,25. Các bạn tính cho mình giá trị xem bằng bao nhiêu nhé. 3,25 bình phương chia cho 2,25 bình phương và nhân với lại 1,25 đúng không ạ? Thì mình tính được con số là 1,67 nhé. 1,67. Như vậy các bạn thấy rằng cái K phải đúng không ạ? Nó lớn hơn so với lại cái KC bằng 1,2 đây này. Vậy suy ra cái phản ứng phải có xu hướng làm giảm K, đúng không ạ? Làm giảm K. Có nghĩa là phải đi từ 1,67 này để chuyển về cái 1,2, có nghĩa là xuống giảm. Mà muốn giảm thì chúng ta phải thấy rằng cái tử số phải giảm và mẫu số phải như nào? Mẫu số phải tăng, đúng không? Tử số giảm, mẫu số tăng. Có nghĩa là cái NO2 này phải giảm đúng không? Còn bên này phải là tăng. Như vậy rõ ràng là chính là liên quan đến chiều nghịch. Ở đây đúng không các bạn, và chiều nghịch, và có trạng thái cân bằng không thì các bạn thấy là 1,67 khác 1,2 nên không thể ở trạng thái cân bằng được. Còn nếu mà thích tính tiếp đúng không ạ, nồng độ như nào thì các bạn này cần giải phương trình thôi nhá, nó giống như câu hỏi trước. Rồi chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo. Cho 18,4 gram khí N2O4 vào bình chân không, dung tích là như thế này. Áp suất liên phần. Của mỗi khí ở trạng thái cân bằng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính cái, các bạn tính N của N2O4 nhé, bằng M nhỏ chia M lớn đúng không? Bằng
chúng ta sẽ lấy 18,4 và chia cho 14 nhân 2 này, cộng với 4 nhân với lại 16 quá, 92. 18,4 chia cho 92 bằng nghĩa là 0,2 mol. Sau đó các bạn áp dụng công thức là PV bằng NRT. Vậy từ đó các bạn suy ra P của N2O4. Tất nhiên là N2O4 đây là ban đầu đúng không ạ? Bằng 0,2. V chúng ta là 5,904 thôi. T 27 cộng với 273 bao nhiêu các bạn nhỉ? 300 đúng không ạ? Tôi xin lỗi, đây 5,904 nó nằm ở dưới này. Đây là 0,082. Rồi bạn tính nhé, 0,2 nhân với 0,082 nhân với lại 300 và chia cho 5,904. Mình tính được 5/6. Để mình đẩy nguyên là số 5/6 nhé. Tìm vào. Rồi 5/6 ATM. Kiểm tra lại một lần nữa cho kỹ. Rồi 5/6. Nếu mà ra số thì nó sẽ là như này, này. Mình không thích để cái số này nhá. Rồi N2O4 ban đầu là 5/6 và x thì đây là 2x. Đây là 5/6 trừ x. Đây là 2x. Và từ đó các bạn sẽ suy ra được gì ạ? 2x tất cả bình phương chia cho 5/6 trừ x thì bằng giá trị của k. Đúng không? Mà chúng ta lại có điều gì các bạn? Chúng ta lại có điều gì? Tổng áp suất là 1 đúng không? Như vậy là 5/6 trừ x đúng không? Cộng với lại 2x bằng 1. Và từ đây các bạn sẽ tính x bằng bao nhiêu? X sẽ bằng 1 trừ đi 5/6 đúng không? 1 trừ a là 1/6. Sau đó các bạn thay ở phía dưới này thì các bạn thấy rằng 2 nhân với 1/6 2 1/6 tất cả bình phương chia cho 5/6 trừ đi 1/6 bằng. Mình tính k để phục vụ câu b nhé. Còn áp suất riêng phần thì các bạn tính ra được cái x này thì ta tính áp suất riêng phần rồi. Đây 2 nhân với 1/6 đóng ngoặc bình phương chia cho 5/6 trừ đi 1/6. Vâng. Ôi, sao không tính được à? Đây. Vâng, 1/6 các bạn nhé, 1/6. Cái này chúng ta dùng để mục đích tính cho câu ở trên nhé. Còn ngay từ khi các bạn tìm ra cái x bằng 1/6 này thì các bạn sẽ suy ra được P của NO2 đúng không ạ? Thì bằng 2x chính là bằng 2/6. Còn P của NO2O4 thì chính bằng 5/6x trừ đi x đúng không? 5/6 trừ 1/6 chính là 4/6, chính là 2/3. Rồi. Và chúng ta hoàn toàn thể kiểm tra lại giá trị nhé. Kiểm tra này bằng cách đó là các bạn lấy 2/6 đúng không? Các bạn bình phương nó lên đúng không? Và sau đó các bạn chia cho giá trị thì chúng ta tính lại cái k này xem đúng chưa? Chia cho giá trị 2/3 đúng không? Đúng 1/6 đây rồi. Ok. Như vậy đây chính là áp suất riêng phần nhá. Tìm mà. Bài này nó cho phân số làm mình rối quá. Rồi chúng ta làm tiếp cái phần y phía dưới với câu này. Nếu mà 0,5 thì áp suất liên phần là bao nhiêu? Đó. Thì các bạn lại có phương trình gì ạ? 5/6 trừ đi x. À bài này người ta không hỏi cái k luôn. Đúng không? Nhưng mà mình tính là thôi tính lại được. Cộng với lại 2x thì sẽ bằng 0,5 đúng không ạ?
Và từ đó các bạn tính x sẽ bằng gì ạ? 0,5 trừ đi 5/6. Và từ đó các bạn tính được cái P của NO2 và P của NO2O4. Đây 2x bằng. Không phải 5 mà trừ đi 5/6 bằng -1/3 đúng không? Có nghĩa là loại. Vậy các bạn thấy rằng áp suất hệ khi cân bằng là 0,5. Câu này khó nhé các bạn nhé. Tại vì rõ ràng là cái trên này chúng ta tự tính được cái áp suất của nó những 5/6, có nghĩa là lớn hơn so với lại 1 rồi. Như vậy cái trường hợp này theo mình nghĩ thì là không có cái trường hợp này. Đấy. Áp suất nó không thể nhỏ xuống thế này được đúng không? Không thể nhỏ xuống thế này. Thì rõ ràng các bạn thấy rằng khi mà nó chuyển sang NO2 nhá thì cân bằng phải làm tăng cái áp suất lên đúng không ạ? Vì số mol khí tăng lên. Mà cái 5/6 này đã nhỏ rồi. Đã là một con số nó khoảng 0,8 mấy rồi thì số 0,5 này thì nghĩa không thỏa mãn. Chúng ta tính lại một lần nữa cái phần phía trên này để khẳng định ta làm đúng ở phía trên này nhá. 18,4 chúng ta đã chia cho 92, chính là số mol là 0,2 là chuẩn rồi. 0,2 nhân với 0,082 nhân với lại 300 chia cho 5,904. Đúng không? Áp suất đúng này. Như vậy cái trường hợp này thì mình nghĩ là nó không có nha. Loại. Và khi cân bằng thì chắc chắn phải có cả hai cái này đúng không? Vậy để giải thích cho trường hợp này chúng ta có lẽ là cái áp suất mà giảm đi đúng không? Thì cái nhiệt độ của hệ phải thay đổi này. Thể tích bình chắc là vẫn thế. Rồi, ta tiếp tục sang câu 2 ở dưới này nhé. Có giá trị KC đâu.